quá. Ờ. Mày làm cái gì đấy? Đại ca nhìn kìa. Đâu? Kìa. Cái gì đây? Dầu ngon thế. Chúng mày đây. Chúng mày đã hiểu chưa? Chúng mày hiểu chưa? Được rồi. Hả? Chúng mày gật gì mà mạnh thế? Đứng dậy đi theo tao, mau. Hurry up. Đại ca, sao giờ đại ca? Thằng này, mày chưa hiểu gì à? Hôm nay mày gật đầu mạnh lắm cơ mà. Nãy em mới hiểu đến đoạn này thôi. Mày ngu lắm, mày sao tao làm thế này? Nhanh nhanh nhanh. It's okay, sir. Đại ca cứ để em. Let's go. Sao mày lấy có mỗi một quả vậy hả? Đại ca để em đi làm lại. That's good. Ít quá nhỉ. Em thấy thế đại ca. Thế mày nên lấy tiếp đi. Yes sir. Ê, 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 ê. Great Caesar ghost. That's pretty good. Bảo lấy nhiều vào cơ mà ăn vẫn thế thòm thèm. Sao nãy giờ mình ăn nhiều thế cơ? Đâu, em ăn được mấy quả thôi mà. Thôi, câu tiếp đi. Mày lên đi. Thôi, chúng mày tự biên lên nhau đi. Biên sổ xì, ăn bánh mì, tuyệt năng luôn, luôn là thiên vô. Cái thằng này, nên cầm cả hộp cho tao, mau. Đại ca, bọn nó câu được súng kìa. Đẹp hết. Súng cái gì? Súng ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Wow, lại khẩu nữa đẹp quá. Xe cô, đi. Go, go, go. Watch what you're doing. What? Oh no. Nó chạy đi nơi rồi, mày đứng đây mày ăn à?
Uh-oh. Hey, let me out of here! Ê, chúng mày có nhìn thấy đại ca đâu không? Đại ca đâu? Đâu nhỉ? Đại ca ơi! Đại ca ơi! Tao đây! Nani? Chúng mày không có mắt à? Ui, em xin lỗi. Tại đại ca lùn quá mà. Oh no! No! Cái gì? Đâu? Ý, đại ca bên nóng. Ý thằng này nó bảo là đại ca đứng chỗ thấp chứ không phải đại ca lùn đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Go, go, go. Yes, sir. Mày không biết đại ca sao mà không biết tính đại ca. Mày còn nói đại ca nóng như thế mày còn chết. Người anh em, câu nhiều cá chưa? Nhìn mặt là đã không biết câu cá rồi. Đại ca câu đi, cho nó thấy được tài năng, khả năng, thiên phú câu cá của đại ca. Mày chỉ được cái nói đúng. Đại ca câu đi. Ui xìa, non may thôi đại ca. Đại ca, không phải non may đâu, nó có giỏi thật đấy. Giỏi cái gì? Tại chỗ nó nhiều cá thôi. Đại ca, hai mình đặt bồi ở chỗ nó đi đại ca. Ý kiến hay. Come on. Lượn lượn đi, lượn ra chỗ khác cho đại ca nó câu. Vâng. Lượn đây bạn ạ. Lượn đây. Nhanh nhanh nhanh. Lượn đây. Lượn đây. Lượn ra chỗ khác cho đại ca câu. Hardy hard. Do not go into the light. Wow! Công nhận đại ca chúng mày có tài thiên phú thật đấy. What are you doing? Mày nói cái gì? Sao? Mày muốn gì? Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Đại ca, từ từ, bình tĩnh. Như? Dạ. Về nó xuống cho tao. Dạ. Đã xử nó. Vâng. Thôi, đại ca ơi, anh ơi! Để nó đi! Yes, sir. Đại ca! Oh, no!
lấy súng rồi. Lấy súng rồi bắn hai đứa nó. Get the hell out of here. No. Bọn nó định chơi xấu mình kìa anh à. Get going, Doc. We gotta break camp. Mày đang sợ quá nè. Yes, sir. Look out, Freeman. Shit. Hiya. 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 You're gonna wish you hadn't done that. Oh my god! Frag out! Mày nói cái gì? Get the hell out of here! Help! You'll find the rockets for your launcher up in the lighthouse. Mày dậy đi! Tao đánh nhiều nhất và tao chưa ngất mà chúng mày ngất rồi à? Thằng ngu, nằm im giả chết đi. Kệ đại ca. Anh, hay là mình xả nốt đạn vào bọn này nhỉ? Được đấy. Hahahaha.